Nôn đi bách ghẹ nghe nói cua ghẹ nhiều quá nên nôn bách nãy giờ không có chào anh em nha. Đây là thành báo mọi người ghé ghẹ các kiểu nha anh em. Đúng rồi nha anh em. Đeo đeo coi thử bì trầm nhiều nha. Quá nhiều. Quá nhiều. Đó, giờ tụi mình đi về nha anh em. Rồi tụi mình đi về nha. Chào anh em nha, tụi mình sau một chuyến đi sang bán ngồi biển nha. Trải nghiệm nha. Hiện tại anh em tụi mình đang nướng đồ ăn trên bãi biển này nha anh em. Cảm giác thế nào Phú? Cá thơm nha anh em, thơm quá, thơm quá thơm. Cá này nè. Còn con cá từ trâu nha. Wow, ghẹ Phú Trọ, ghẹ đạo quá đã anh em ơi. Tụi mình đang nướng trực tiếp bên bài viện của Phúc Lâm nha. Mùi ghẹ rất là nhiều nha. Còn một đống cho. Wow, cháy chín chín quá, chín thơm. Đây.
nó ngon lắm, còn cơm núm đâu. Vậy mà vui. Vậy mà vui, nói chung là đây cua ghẹ ké cơm núm đâu có đầy đủ nha. Cùng cái thằng nó đâm mà này. Khám phá biển mùa hôm nay của anh em chúng mình rất là thành công nha. Bị hạt lăng với là một kìa. Quay gì? Hạt lăng á. Quay hạt lăng nè. Quay hạt lăng đó. Quay hạt lăng đó. Lên mới bán hành ấy. Lên bán hành 91 đó. Nó 91 nhỏ hơn chưa? Hộp 91 ấy à? Ừ, hộp 91 đấy. Cô ăn cái gì? Con gì chín chưa không ơi mọi người? Con gì đây chín chưa? Chín rồi. Nè cháu. Hôm nay có nhớ chú đi. Chị với thằng bí này có góp vui nha. Vô tình gặp nha. Mời mình tụi mình mời dùng bữa luôn nha. Ai da. Gặp bà chị Phan. Gặp bà chị Phan cứng nha. Cỡ. Chị nó hấp dẫn hơn. Nên đổ cảm giác. Anh em tụi mình đang thưởng thức bữa tối nha. Cái ngon quá anh em ơi. Đây là chiều tấu, đâu phải bữa tấu đâu. Cái lù tấu này. Cái lù tấu quá, thịt nó trắng đẹp quá anh em. Đi ăn đi nè, nhanh nè. Làm miếng trầm làm miếng là tàu nái luôn anh em. Anh thợ xinh mi mấy chồng cho 9 phút chưa vậy 9 giây đảo quá mấy chị kia đi bán mấy cái mức.